Mình chào các bạn đang quay trở lại với câu chuyện từ lẻ từ khứ của tác giả Vũ Chết Truyện, phát lúc 20 giờ hàng ngày trên YouTube của Đám Ý Tưởng Truyện, tập 19. Vì sao không nghe lời? Thôi Giật đứng bên ngoài mặt tường kính nhìn vào trong phòng không có bất cứ thứ gì, mặt tường, sàn nhà, chân nhà đều là một màu xám bạc đơn điệu của kim loại. Một người ngồi cuộn tròn trong góc nghe thấy tiếng của gã thì ngẩng đầu lên, bằng vải nhiều tầng che kín mặt. Tôi cảm thấy... Không có thứ gì gọi là tôi cảm thấy, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Thôi Giật ngắt lời người ta, dừng lại một lúc, sau đó giọng nói trở nên rất ôn hòa. Ngoài câu này ra cậu có muốn nói gì nữa? Tôi sai rồi. Người trong phòng cúi đầu, biết sai là tốt. Giọng của Thôi Giật vẫn ôn hòa như cũ, nhưng thời gian bị phạt sẽ không thay đổi. Thân thể người trong phòng rõ ràng đang run rẩy lên một cái. Tôi lo lắng cho cậu. Thôi Giật ấn một cái nút bên cạnh, đèn trong phòng tối đi. Cậu không chắc là đối thủ của cậu ấy. Cậu ở ngoài sáng, cậu ấy ở trong tối, lúc nào cậu ấy cũng có thể lấy mạng cậu, hiểu không? Hiểu rồi. Giọng nói trong bóng tối lẫn trong run rẩy. Bác sĩ thôi, tôi sợ. Còn bao lâu nữa? 5 ngày. Thôi Giật nói xong câu này thì xoay người đi. Có thể nghe thấy tiếng thở vì sợ hãi cực độ mà dần trở nên dồn dập về phía sau. Ở trong không gian không có âm thanh và ánh sáng, người thường không cần tới 5 ngày, trong mấy tiếng đã có thể dần dần nghe thấy tiếng máu chảy của mình, chẳng bao lâu sẽ suy sụp. Đương nhiên người này không bình thường. Thôi Giật đi ra khỏi phòng cách ly, đóng cửa lại, đi về phía văn phòng của mình. Trên hành lang ngoài cửa có một người không cao đang đứng, nhìn thấy gã đi ra thì đi theo sau. Chúng ta không có chứng cứ chứng minh 37 vẫn đang hoạt động. Người nọ nói khẽ. Ý của ông chủ là... Chúng ta sẽ không có chứng cứ chứng minh 37 đã chết, sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác, thiêu thì cũng phải thấy trò. Giọng Thôi Giật rất lạnh lùng. Hơn nữa chuyện này không có nghĩa là anh được mặc kệ cho 18 làm sàng bậy. Người nọ không nói nữa rồi im lặng sau lưng Thôi Giật vào phòng. 18 khác với 37, cậu ta quá không ổn định mà. Thôi Giật cởi áo blue trắng trên người ra. Chúng ta tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm như vậy mới tìm thấy một chút thành quả. Đi ra ngoài một chuyến đã sai lầm giết chết người, cần phải chậm lại. Nhưng là nếu như không phải có phán định chắc chắn cuối cùng về 37... Người nọ vẫn biết chỉ có mày. Kết quả chúng ta muốn không phải là giết người, anh là. Nếu như chỉ muốn một công cụ giết người không để lại dấu vết, phải một người như 37 đã đủ rồi. Đừng quên mục tiêu ban đầu, đừng quên được một miếng điểm tâm trước bữa chính mà quên mất thứ chúng ta đang muốn chính là mãn hán toàn tịch. Sát thủ kia thì phải xử lý như thế nào? Người kia hỏi. Chuyện đó không thuộc phạm vi của anh, đó là chuyện của tôi. Thôi Giật ngồi ngang người ra ghế nhắm hai mắt lại. Người nọ im lặng vài giây xoay người đi ra khỏi văn phòng. Lư Nhàm, Thôi Giật nhìn vào tài liệu của Lư Nhàm trên máy tính. Nói đúng ra thì không có tư liệu. Tìm hiểu bằng con đường bình thường người này căn bản không tồn tại. Mà tư liệu là một sát thủ của Lư Nhàm cũng ít ỏi thì đáng thương. Ngoài những thứ thêm mắm thêm muối về S như là cười uống một chén rượu giết người đô thị trong truyền thuyết, thậm chí còn không có cách nào phán đoán được kiếp sống sát thủ của người này có thành công hay không. Hai thân phận song song, một căn nhà lớn thi thoảng xuất hiện tiêu tiền như nước, một thân phận khác lại bán xin nướng. Bán xin nướng còn có thể bán tới hồn nhiên, thành hiền hòa với phố văn viễn như thể một người địa phương sinh sống và lớn ra trên con đường này. Thật ra mối quan hệ của Lư Nham với những sự kiện này so sánh với những người khác trên danh sách trong tay gã còn không rõ rằng người này thực sự khiêm tốn tới nỗi sắp vùi xuống đất nữa. Hơn nữa cứ theo tình huống của camera giám sát, hôm đó Lư Nham cũng không xuất hiện. Nguyên nhân duy nhất làm Thôi Giật vẫn còn đang do dự là chính bản thân của Lư Nham. Thôi Giật nhìn sườn mặt của Lư Nham bị chụp lén trên màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên đầu hắn. Cậu đặc biệt như vậy, sếp cậu có biết không? Phổ phổ có lại đây. Lư Nhàm ngồi vào chiếc máy tính, vẫy tay với Vương Việt. Vương Việt đi thật nhanh lại bên cạnh hắn. Lại rồi. Từ giờ tới lúc xem xong mấy thứ này, cậu không được nói chuyện với tôi làm được không? Lư Nhàm chỉ tư liệu kín mít trên máy tính. À được. Vương Việt gật đầu rồi liếc nhìn lên màn hình.
Giờ em nói trước được không? Được. Đây là cái gì thế? Tư liệu, tất cả những người tên là Phương Việt và Thôi Giạt đều ở đây. Hả? Nhiều thế, Phương Việt. Nhìn vào màn hình đọc một hàng tên. Thôi Giạt bao nhiêu thế này? Thế này mà có đọc tới lúc em đầu thai cũng ống xong. Nếu như cậu không nói câu nào thì tôi có thể xem xong trong tối nay, còn có thể nhớ kỹ nữa. Phải bắt đầu từ giờ hả? Chuẩn bị bắt đầu. Phương Việt cười không nói gì, lừ nhàm cho cậu một cái like. Ngoan. Thẩm Nam thực sự là cao thủ thu thập tư liệu, còn là cao thủ sửa sang tư liệu. Lừ nhàm bắt đầu đọc theo trình tự xem những cái tên lặp đi lặp lại vào cuộc sống không trùng lập của bọn họ. Chuyện nhờ Thẩm Nam giúp đỡ điều tra tư liệu, trước lúc hiểu rõ mọi chuyện chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng mở miệng lần nữa. Bất kể là nguyên nhân gì làm cho hôm đó Thẩm Nam có một khoảng bất thường ngắn ngủi, hắn đều không mạo hiểm bày lộ bí mật của mình lần nữa. Rất nhiều người tên Vương Việt, vậy mà còn có rất nhiều người là nữ. Tùy Lư Nhàm có thể thấy khả năng chuyển giới sau cái chết cực kỳ nhỏ, nhưng xuất phát từ nguyên tắc mò kim đáy biển cũng phải mò. Hắn đọc trước qua tư liệu của những người nữ tên là Vương Việt một lần, không phát hiện ra tin tức gì có ích, sau đó là nam. Từ mấy tuổi tới mấy chục tuổi đều có. Lư Nhàm vừa xem từng cái, vừa lọc từ mấy trăm người ra từ một bộ phận cần phải xem kỹ lại lần nữa. Sau ba lần đọc đi đọc lại, đã trôi qua 3 tiếng, thừa lại chỉ còn có 40 cái tên. Hắn từ lưng ghế bắt đầu nhìn chăm chú vào những tin tức này, chậm rãi xem từng bước một. Chuyện tư liệu đều có ảnh chụp, nhưng xét thấy ảnh chụp ảnh đều là chụp thể căn cước, thì mới người nổ oán vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể cho ai nhìn. Người nào người đấy đều không khác phạm nhân là bao. Cho nên hắn vẫn đọc ký tư liệu, nói lại với Vương Việt có thể thay quần áo. Hắn thực sự không chắc con quỷ này có kỹ năng đổi mặt không. Mãi cho tới lúc hai mắt cũng đã hơi hoa lên, Lư Nhàm mới dừng lên sofa cho mình ấm trà. Không có gì có thể làm hắn lấy được tin tức có ích. Hắn một lần nữa nghi ngờ ký ức của Vương Việt vì tên mình có sai lầm. Nhưng Vương Việt nói rất khẳng định, thậm chí còn nhớ rõ lai lịch của cái tên này, còn có từng thảo luận với bác sĩ thôi. Phương Việt khó khăn lắm mới yên tĩnh được một lần, vẫn luôn ngồi sững sờ trên sofa, thì thoảng thò đầu xem qua màn hình một cái sau đó trở về. Lư Nhàm chậm rãi uống mấy ngụm trà, nhắm mắt lại, trong đầu là mấy tư liệu kia đang xoay vòng. 20 phút sau, hắn mở to mắt lăn con chuột trên, rồi dừng lại ở tư liệu của một người. Phương Việt, 4 tuổi, người địa phương, đã tử vong, nguyên nhân là u não. Thời gian tiểu Vương Việt tử vong là 19 năm trước. Sau khi chết, bố mẹ ra nước ngoài. Lư Nhàm nhìn chằm chằm vào tư liệu đơn giản tới nỗi chỉ có mấy hàng chữ của đứa bé này, ngón tay gõ nhẹ lên từng cái. Phổ phổ. Vài phút sau, Lư Nhàm quay đầu gọi Vương Việt. Dạ. Vương Việt nhanh chóng ngẩng đầu lên. Cậu vẫn luôn ở WC hả? Lư Nhàm hỏi cậu. Đúng thế, vẫn luôn ở đấy. Thế lúc còn nhỏ cũng ở hả? Hẳn là ở. Nhớ được chuyện lúc nhỏ nhất không? Phương Việt rủ mi mắt xuống suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu. Không nhớ. Được rồi, có phải cậu là bị manh bà phập mát mà rồi khống chế chuyện gì cũng không nhớ? Cũng không phải, em vẫn nhớ được vài chuyện mà. Phải, vậy cậu nhớ được bác sĩ thôi thế hả? Lư Nhàm cười mở tư liệu của Thôi Giật ra. So sánh với hơn 300 Phương Việt, hơn 70 Thôi Giật thạt nhìn vẫn nhẹ nhàng hơn. Có cô gái chỉ gái có tên Thôi Giật lại càng nhiều. Loại trừ xong chỗ đó, Lư Nhàm ở lại châm thêm một điếu thuốc. Lần này nhưng thật ra thì rất nhanh. Có điều sau khi châm điếu thuốc thứ 3, số người sót lại để đọc lại là một lần đã không. Lư Nhàm đột nhiên ngả người ra ghế dựa, duỗi mảnh thắt lưng một cái. Thuốc lá ngoài miệng rung lên, tàn thuốc rơi vào cổ áo lọt vào bên trong. Đây. Lư Nhàm đứng lên, cố nắm du áo. Làm sao thế, bị điện giật hả? Phương Việt cũng nhảy dựng lên theo. Không, cậu không nghĩ ra chuyện gì được tốt hơn hả? Lư Nhàm liếc nhìn mặt Phương Việt. Bị điện giật rất đau. Phương Việt nhỏ giọng nói. Cậu từng bị điện giật rồi hả? Lư Nhàm nhanh chóng đổi thêm một câu. Ừ. Rất nhiều miếng tròn tròn nhỏ dán lên đầu ấy. Phương Việt cau mày như đang nhớ lại, giọng ngày càng khẽ. Phương Việt.
Từ Nhàm muốn nghe câu giải thích là chuyện như thế nào, nhưng trạng thái của Phượng Việt có vẻ không đúng lắm. Hắn nhanh chóng ngắt lời. Dễ phim không? Phượng Việt cả buổi mới nhìn hắn một cái rồi lắc đầu. Ông xem sẽ khóc. Xem phim hài buồn cười thôi. Lữ Nhàm xoay người chuẩn bị kiếm cho cậu một bộ phim hài để xem. Khó khăn lắm mới có tin tức mới, kết quả lại không dám nghe, đi đâu để nói lý lẽ thế chứ? Không, Phượng Việt cao giọng, đã nói không xem rồi mà. Hơi lạnh trong nháy mắt cuốn từ sau lưng ra, lồng tờ cả người Lữ Nhàm bay lên, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Phượng Việt. Lồng tờ tức khắc thẳng đứng, có khi còn xếp hàng thẳng tắp. Thực sự là nói biến sắc là biến sắc, nên ra tay là ra tay. Không xem thì không xem, cậu cứ chốc chốc lại dần như thế là thế nào? Tôi không... không có. Giọng Phượng Việt đột nhiên run lên như thể tủi thân sắp khóc. Không có gì chứ? Lữ Nhàm nhìn chằm chằm vào cậu, trạng thái này là ra sao? Vì sao? Phượng Việt lùi về sau một bước, khóe miệng cũng chậm rãi kéo ra một nụ cười tươi, rồi lại biến mất rất nhanh. Vì sao lại không được? Phổ phổ. Lữ Nhàm thử gọi lại cái biệt danh làm hắn cảm thấy rất buồn nôn ra. Nụ cười quỷ dị trong giây lát của Phượng Việt làm bắp chân hắn hơi bị chuột rút. Phượng Việt không phản ứng. Vào lúc Lữ Nhàm vẫn chưa nghĩ ra được nên làm gì, cậu đột nhiên sửa tới trước người Lữ Nhàm, sau đó nói nhỏ vào tai hắn. Tìm thấy rồi. Những câu này vẫn đang dừng lại bên tai của Lữ Nhàm. Hơi lạnh thấu xương Phượng Việt mang tới đã biến mất. Lúc Lữ Nhàm lấy lại tinh thần từ khiếp sợ, trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, không còn bóng dáng của Phượng Việt đâu nữa. Hắn đi lại vài vòng trong phòng, cuối cùng cũng dựa vào bên cạnh bàn một lúc lâu mới chậm rãi ngồi xuống ghế. Ông nội cậu, bà ngoại cậu. Phượng Việt biến mất mãi cho tới hơn nửa đêm mới trở về. Lữ Nhàm dựa vào đầu giường ôm cuốn Chu Dịch, đọc mắt có mắt không. Phượng Việt đi đâu rồi chứ? Hắn đã làm gì? Có gặp phải phiền phức gì không? Hay còn trở về nữa không? Ngày thường, Phượng Việt biến mất không tăm hơi chờ cậu về là được. Nhưng hôm nay lại không giống. Trong lòng của Lữ Nhàm vẫn luôn có tâm trạng chịu trách nhiệm. Nụ cười trước lúc Phượng Việt biến mất cùng với cậu tìm được rồi làm hắn không rõ hết mà run. Xà gà nổi lên mấy tiếng vẫn chưa vuốt phẳng được. Vừa nhớ tới cảnh tượng kia thì lại sôi nổi dựng đứng lên. Chỗ tư liệu Thẩm Nam tìm thấy hẳn là chỉ có chắc chắn một chuyện. Thôi giật dùng tên giả hoặc giống như hắn, chủ động hoặc bị động hủy diệt mọi tư liệu. Không quá chắc chắn nhưng lại không nhìn được suy đoán, cũng có một chuyện. Chính là bạn nhỏ đã chết lúc 4 tuổi kia. Phượng Việt cậu rốt cuộc chết khi nào? Tưởng tượng tới Phượng Việt có khả năng chỉ là một bạn nhỏ 4 tuổi, vẫn luôn lớn lên khi chỉ là một nhúm tiểu hồn, hắn lại cảm thấy không chịu nổi. Thế nhưng trạng thái thì thoảng lại ngây thơ tới nỗi làm người ta phải im lặng, thì không biết làm gì nữa của Phượng Việt lại thực sự có khả năng. Lữ Nhàm chậm rãi trượt xuống, gối đầu lên gối nhìn chằm chằm lên đèn treo trên chân nhà, nhắm hai mắt lại. Hắn phải ngủ, ngủ nửa tiếng chốc nữa phải ra ngoài. Bất kể kết luận của tư liệu có là gì, những chuyện xảy ra bên cạnh mình trong khoảng thời gian này chắc chắn có liên quan tới WC cái kia. Tuy hắn đã lười đi tìm hiểu bí ẩn gì đó, chỉ cần biến cương sống không trở ngại tạm tạm qua ngày là được, nhưng nếu như đe dọa tới an toàn thì phải lên tinh thần. Chốc nữa hắn muốn tới cái nhà người mấy hôm trước hắn bảo Phương Việt đi theo dõi. Ngày mai còn có một chuyện càng hao tâm tổn sức hơn, hắn cần phải tới tâm sự rõ ràng với cáo giả Quan Ninh. Đồng hồ sinh học của Lữ Nhàm rất chính xác, không cần đồng hồ báo thức, nửa tiếng chính là nửa tiếng, cộng trừ không quá 2 phút. Nửa tiếng sau khi hắn rời khỏi giường không bật dậy, mặc quần áo trong bóng tối cầm cái túi nhỏ theo người đi ra ngoài. Trong không khí phố Văn Viễn tràn ngập mùi tiêu cháy và than lửa, vĩnh viễn không tan đi. Trước kia mùi này sẽ luôn làm cho Lữ Nhàm có cảm giác an toàn không thể hiểu được, tựa như ổ gà ổ chó giấu ở nơi không ai chú ý tới. Nhưng hiện giờ cảm giác an toàn này đã đi theo hình như với bóng với Vương Việt không còn sót lại chút nào. Lữ Nhàm đi qua hai con phố thì sắt xe ven đường, đạp địa chỉ. Thời gian này lái xe trên đường khá sung sướng, không người không xe không đèn giao thông, tài xế ngắp ngắn ngắp dài cả đường, lái tới điểm đến. Trong khu dân cư lác đác vài hộ bật đèn, Lữ Nhàm đứng dưới tảng ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ, sau đó bước nhanh vào hành lang.
chuyển lèn vào trong nhà phá khóa Lư Nham làm rất quen thuộc. Nếu như hắn đổi nghề ăn trộm có khi thì cũng lăn lộn ra được tên trộm thần. Hắn đứng trước cửa hai phút nghe ngóng đồng tính bên trong, rồi quan sát xung quanh cửa, xác định không có gì bất thường, hắn chọc vào ổ khóa. Khoảnh khắc cửa mở ra, hắn sững lại. Không cần nhìn chỉ người một cái thì đã biết căn nhà này đã không có ai ở ít nhất là một năm. Hắn lấy đèn pin ra chiếu từng góc trong nhà. Trong nhà dọn dẹp rất gọn gàng, nhưng mỗi chỗ đèn chiếu tới đều có thể thấy một lớp bụi rất mỏng. Chắc chắn trong nhà không có ai. Lư Nham thử bật đèn không sáng. Có lẽ vẫn luôn không có ai ở, cũng không ai nộp tiền điện. Lư Nham tin Vương Việt không bám theo nhầm người, cũng sẽ không bị mục tiêu phát hiện. Nhưng thực sự là người nọ cầm khóa đi vào căn hộ này, mà căn hộ này căn bản là không có người ở. Nếu không phải phát hiện ra bị người theo dõi, vậy thì người này sẽ không đơn giản như Lư Nham tưởng tượng. Người này tới có mục đích riêng, có lẽ còn biết cả thân phận của mình cho nên mới cẩn thận như vậy. Căn hộ này không lớn, 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Lư Nham dùng di động chiếu lên sàn nhà, trừ dấu giày của mình còn có rất nhiều dấu giày khác bởi vì bụi mỏng cho nên rất mờ. Lư Nham đứng yên tại chỗ xem kỹ mấy dấu giày hỗn loạn ít nhất cũng thuộc về 7-8 người. Mọi chỗ trong phòng đều có, không nhìn ra được quy luật. Hắn cho ra một kết luận đơn giản nhất, đây là một căn nhà cũ chờ bán. Người nào chỉ dừng lại ở nơi này một khoảng thời gian an toàn sau đó rời đi. Căn hộ này đối với Lư Nham không có bất cứ giá trị gì. Hắn nhẹ nhàng thở dài, đi lại lại giữa mấy căn phòng chứng thực được chắc chắn không có bất cứ giá trị xong, thì lặng yên không một tiếng động đóng cửa rời đi. Về tới nhà, Phương Việt vẫn không hề xuất hiện như cũ. Lư Nham rửa mặt qua loa rồi nằm lên giường, mãi cho tới lúc trời tờ mờ sáng vẫn không ngủ. Mấy ngày Phương Việt bám theo hắn như hình với bóng, tùy đổi thì rất phiền còn đáng sợ, nhưng hắn không phải là một người máu lạnh. Năm đó con cá hắn nuôi bị chết, quan ninh đổ thẳng vào bồn cầu, hắn còn buồn bã mất mấy ngày cảm thấy nên đi chôn. Mở màng nghĩ lùng tùm tới rạng sáng, bà cổ nhà đối diện hùng hổ đi ra ngoài, Lư Nham rời giường. Văn phòng của quan ninh 9 giờ mới mở cửa, có điều bình thường hơn 7 giờ bà chỉ xe tới, thì thoảng còn liên tục mất mấy ngày không về nhà mà chỉ ở văn phòng ngẫm nghĩ nhân sinh sâu xa. Lúc Lư Nham tới, đồng hồ điện tử trên kính đã hiển thị vẫn chưa tới 8 giờ, nhưng có thể nhìn thấy văn phòng của quan ninh sáng đèn. Lư Nham nhìn thoáng qua camera ấn mật mã tháng này là 69419233333. Có đôi khi sự biến thái của quan ninh làm hắn cạn lời. 69419 thì là chắc cái gì đó ai cũng biết chứ. Có điều, mật khẩu này trước kia cũng đã từng dùng, tháng 1 năm ngoái, lần này ít hơn một số 3. Từ sớm vậy, Quản Ninh đang ngồi sau bàn làm việc nhìn vào gương trang điểm, rất cho chị cái cà phê. Có thời gian không? Lư Nham rót một tách cà phê đặt trước mặt chị. Chuyện gì? Thì chúng ta tâm sự nhân sinh. Hết tập 19. Hẹn gặp lại các bạn cho ngày mai.